Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình sẽ học tiếp những lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, Ngài nói tất cả những cái chuyện xảy ra ở trong đời sống con người, tất cả chuyện từ lúc mà mình sanh ra đời cho tới ngày lâm chung đều có nhân có duyên hết. Cái chuyện gì cũng có cái nhân của nó và do cái duyên của mình nữa. Cho nên tổ nói đó, tất cả mọi việc đều có nhân duyên hết, thì cái sự việc nó có thành tựu hay không đó là do nhân duyên xui khiến. Có nghĩa là mình thí dụ mình muốn học bác sĩ mà học được hay không đó, thí dụ vậy, nó cũng là cái do nhân ở trong đó và duyên ở trong đó. Tất cả cái việc gì ở trên đời cũng đều là như vậy hết. Bao nhiêu việc ở trong thế gian này đều phải có nhân duyên xui khiến mới thành. Thí dụ cái chuyện đó, cái lúc đó nó xảy ra cái chuyện đó, dù cho có người mà dụng tâm làm cho cái chuyện nó thất bại. Thí dụ cái chuyện đó, thí dụ mình làm cái công việc gì đó mà có người phá mình, muốn làm cho cái việc nó thất bại. Nhưng tổ nói đó, cái việc mà nó thành hay không đó là cái quyền lực thật sự nó là do nhân tiền kiếp. Còn cái duyên của hiện thời á, nó không có bằng đâu. Thí dụ cái chuyện mình thi học bác sĩ mà nhân duyên tiền kiếp mà đủ đó, thì bây giờ có người phá sao mình thi cũng đậu à. Đó là cái nhân tiền kiếp nó mạnh lắm, nó mới có thể thành tựu cho cái đời này. Nhưng mà cái duyên đời này hợp với cái nhân tiền kiếp thì làm ra sự vật. Nhưng mà dù cho cái duyên đời này có cố ý đó, cũng khó mà sửa được cái quả. Tại vì cái nhân nó mạnh lắm. Rồi là cái quyền lực thật sự của cái việc của mình đó là do nhân trước của ta, chẳng phải do duyên hiện tại. Đó là lời của tổ. Chẳng phải cái duyên hiện tại mà có thể mà làm nổi, mà do nhân trước của ta. Thì tổ nói đó, nếu mà mình hiểu được cái đạo lý này, mình hiểu cho thâm sâu cái đạo lý này, thì mình sẽ rất là vui theo cái số phận. Ví dụ mình bị xui cái gì, hoặc là mình bị thất bại cái gì, nếu mà mình đọc cái đoạn này, mình biết cái thất bại và cái xui đó là do nhân đời trước mà ra. Chẳng phải kiếp này mình không cố gắng hay là cố gắng gì, kiếp này cố gắng hay không cố gắng, nó là nhân, cái là duyên kiếp này. Nhưng mà cái việc nó thành hay bại là nó do cái nhân đời trước đó nó mạnh lắm. Muốn sửa cái nhân đó không phải dễ, mình phải tu dữ dội lắm thì mới có thể sửa được. Còn không mấy, đó là mọi việc đều có nhân duyên, mà nhân thì mạnh dữ lắm. Cho nên người mà hiểu được đạo lý nhân duyên như Ngài giảng như vậy đó, thì sẽ rất là vui vẻ để tiếp nhận những cái thất bại của mình. Mình sẽ rất là hiểu biết được nó, thì khi mình làm cái gì thất bại đó thì mình sẽ không có buồn lắm. Tại vì cái đó là cái duyên, cái nhân tiền kiếp mình tạo cái quả nó như vậy. Nó chỉ được có như vậy thôi, muốn tốt hơn cũng không được. Phải tu dữ dội lắm, phải chuyển cái nhân quả thật không có dễ dàng. Cho nên người hiểu được sẽ vui với cái số phận của mình, không có oán trách ai hết, mà làm đúng theo cái bổn phận của mình. Tu hành rất là chân thật, không có cầu gì hết, nhưng mà sự chứng đạt từ từ nó sẽ nhập. Có nghĩa là không cầu chứng thánh, không cầu gì hết, nhưng mà biết vui theo cái vận mạng của mình, theo cái bổn phận, đúng làm đúng cái bổn phận tu hành của mình, thì tự nhiên cái việc tu đạo từ từ ở đâu nó vào đó hết. Không cần phải mong muốn mà nó sẽ tự được tất cả. Đã. Nhân duyên thì chỉ nghe tổ giảng chứ ít có ai nói được như vậy, phải không? Tổ nói cái nhân nó mạnh lắm, cái nhân đời trước nó mạnh lắm. Muốn sửa nó không phải dễ. Cái duyên đời này nhiều khi mình muốn cái việc nó thành công, mình cố gắng hết nhân duyên mà nó không thành. Nhiều khi cái việc đó mình muốn làm cho được, nhưng mà nó cái nhân nó mạnh quá, thì cái duyên kiếp này cố làm sao nó cũng sửa không nổi, nó cũng thất bại. Đó là nhân duyên, mà nhân thì thường mạnh lắm. Đó là lời của tổ. Thì mình biết như vậy, mình làm cái gì đó mà có thất bại thì mình nhớ cái bài này. Cái đó là tại nhân mình tạo cái nhân thất bại nặng quá, cho nên cái kiếp này tạo cái duyên thành công không có tạo nổi, thì liền chấp nhận cái sự thất bại đó.
để mà tu, phải không? Cái đạo lý rất là hay, thâm sâu dữ lắm. Chân Hiếu nghĩ mình học tối mình học bao nhiêu đây là đủ rồi đó. Quá là hay, phải không? Phải không? Quá là hay. Dạ. Hiện thời à, thưa quý vị, thì tổ sư dạy đó là sau một cái thời niệm Phật phải lễ Quán Âm, thế chí thanh tịnh hệ chúng. Nhưng mà cũng những cái bài khác ngày dạy đó thì mình niệm Phật A Di Đà rất nhiều, nhưng mà mỗi ngày nên lễ Quán Thế Âm Bồ Tát vài lễ để kết duyên sâu đậm với Bồ Tát. Thì Chân Hiếu cũng cố gắng những ngày Chân Hiếu ở đây thì tối mình cũng lễ 10 lễ để mình kết duyên với Bồ Tát. Đó là lời dạy của tổ như vậy. Tại vì Bồ Tát sẽ gia hộ trong âm thầm cho mình. Với tình thế hiện tại, cái tình hình hiện tại của mọi người ở đây, thì tổ đó khuyên mình nên tận tâm hết sức để mà tu hành. Còn cái chuyện mà có phước hay là không có phước, ở đằng trước tương lai nó có tai họa hay là nó không có tai họa, nó bình an, thì không có ai đoán được nó đâu, không có ai lường nổi nó hết, không có ai biết được nó sẽ xảy ra cái gì. Cho nên đối với cái bổn phận thì mình hiện thời đó chỉ có cái là chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà mình hết lòng để niệm A Di Đà Phật và niệm một ít Quán Thế Âm hay là lễ một ít Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày như vậy đó, thì cái sự gia trì của hai vị đó sẽ rất là âm thầm gia trì cho mình. Mình thành tâm niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài sẽ có một cái sự gia trì rất là âm thầm, chẳng đến nỗi mình phải bị cái nguy hiểm gì đâu. Thí dụ như cái tai nạn nó tới đó, mà hiện thời mình lo tu trước, thì tới khi mà tai nạn nó xảy ra thì mình không có bị gì hết. Trừ ra mình nghiệp nặng lắm mới bị. Nghiệp của mình nặng lắm mới bị, nhưng mà khi bị đó thì Phật liền tiếp dẫn. Đó là cái bài trước ngày giảng như vậy. Tại vì mình rất là thành tâm thì cảm ứng đạo giao. Thành tâm một niệm, cảm ứng một niệm mà. Đâu phải là thành tâm 10 năm mới cảm ứng. Ngay bây giờ niệm một câu là cảm ứng một câu, niệm hai câu là cảm ứng hai câu. Vì vậy mà các ngài âm thầm gia trì cho mình. Cho nên khi mà tai nạn mà xảy tới đó, những người niệm Phật thường không có bị gì hết. Mà nhiều lắm, ở trong quá khứ nhiều lắm, nhiều người niệm danh hiệu A-di-đà Phật mà nhà không có cháy đó, hoặc là té không có chết. Nhiều thứ lắm mà nói không có thể hết được. Thì các ngài đã âm thầm gia trì, cho nên khi mà cái tai nạn xảy tới thì mình không có sao hết. Ngài tổ nói mình không có nguy hiểm gì hết đó. Cho nên nếu mà mình không có dốc sức để mà niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm, nếu mình không có hết lòng tin tưởng Phật và Bồ Tát đó, thì dù vận dụng hết mưu cơ cũng khó đạt hiệu quả tốt đẹp. Bởi thế cục biến huyễn, khó thể dự liệu nổi. Dù cho mình đem hết cái trí thông minh và bao nhiêu sức của mình để mà tránh tai nạn, thiệt ra mình tránh cũng không có nổi. Mình không có dùng cái gì mình tránh được hết. Cái sức của mình không có thể, cho nên phải nhờ cái tha lực của Phật và Bồ Tát rất là chí thành, thì các ngài sẽ âm thầm gia trì. Tại vì cảm ứng đạo giao cho nên mình mới thoát được những cái nguy hiểm ở tương lai. Còn mình mà không có biết niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, mà mình đem hết cái trí thông minh và những cái phương tiện, chứ như mình giàu có, mình muốn chạy trốn nó, mình muốn làm sao để cho nó qua tai nạn đó, thì không có thể được. Tại vì không có thể dự nổi nó, không có ai mà dự liệu được nó sẽ xảy ra cái gì. Vì vậy nó là tương lai thì một lòng không có nghĩ. Kiết hung quả phước, người niệm Phật không có nghĩ tới. Cái gì xảy ra cũng được, mình niệm A Di Đà Phật chân thành. Nếu mà cái nghiệp nặng thì Phật đó, còn nghiệp không nặng thì không có sao. Thì như vậy mới vui phải không thưa quý vị? Như vậy thì an tâm lắm. Tại vì mình biết nương nhờ Phật lực, chẳng phải mà dùng cái trí tuệ thông minh mà chạy trốn, không có chạy trốn được. Đó là nghiệp chướng mà. Những cái người giàu có, những cái người mà vinh hoa phú quý, giàu một phương, hiển hách một đời, mà trong chốc lát á, thì tài sản tiêu tan hết. Huống gì là mình à, dùng trí tuệ thì không có, dùng cái trí thông minh thì không có qua được cái nghiệp mà. Dù cho giàu như thế nào mà tới cái cơ bần cùng nó tới, liền hết tài sản. Mình không có cái gì hết, cho nên nó hết tài sản còn dễ hơn nữa. Cho nên chỉ nương tựa Phật thôi.
không có thể nào mà dùng cái thông minh chạy trốn được. Vì vậy mà người biết đó thì liền hết lòng tu hành, cực lực tu trì, phải cực lực tu trì, đừng có lười nhác, đừng có biếng nhác, đừng có buông xuôi. Dù đạt được hay mất đi cái gì cũng chẳng có thể gọi là mạng, tại vì mạng đó là, bởi vì Khổng Tử nói kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử. Cái chữ mạng mà của Khổng Tử nói đó thì Tổ giải thích cho mình, Ngài Chân Hiếu đọc lại, Ngài Khổng Tử nói là kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử. Cái chữ mạng này đó là tận lực tu trì, không có lười biếng, không có buông xuôi. Mình đã hết lòng chân thành tu hành, cái đó gọi là mạng. Nếu mình không có hết lòng mà tu hành đó, thì cái đó chẳng có được gọi là mạng. Cái chữ mạng đó là như vậy đó. Bởi vì người nào mà hết lòng tu hành thì gọi là bậc quân tử. Đó là bên Nho giáo đó, người ta gọi cái người đó là bậc quân tử. Còn không có hết lòng, bởi vì bây giờ đó là nương tựa sức Phật và Bồ Tát để tiêu tai miễn nạn, không phải là cái sức phàm mình có thể làm được. Tại vì Tổ nói ở trong tương lai đó thì cái thế giới này không có yên. Tổ nói từ năm 1930 mấy vậy. Tuần hoàn kiếp số rất bi thương. Tình thế hiện tại là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh, thì dù túc nghiệp hiện ra cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề Tâm để tiêu diệt hết sạch. Hiện thời mà cái tình thế của con người thì rất là nhiều hoạn nạn, thì càng đi sâu vào mạt pháp thì con người càng gặp nhiều khó khăn trở ngại lắm, càng ngày cái việc khổ trên đời nó càng nhiều. Nó không phải như người xưa thanh thản nhẹ nhàng nữa, mà nó là cái thời thế nó vậy. Mà Phật pháp có 12.000 năm thôi, thì còn 9.000 mấy trăm năm nữa thì Phật pháp sẽ tiêu diệt, thế gian này không có ánh sáng nữa. Mình ở đây là tiêu rồi, mình phải về Tây Phương, mình không ở đây được, không có Phật pháp, ở đây không có Phật pháp. Tuy rằng niệm Phật đó là diệt được hết nghiệp chướng, tuy rằng ai cũng giảng như vậy, ai cũng nói như vậy, lời của Phật cũng thường bảo như vậy, nhưng mà Tổ nói mình muốn diệt hết nghiệp chướng của mình đó, thì mình phải sanh lòng hổ thẹn, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình. Thường đó mình làm gì đó mà lợi ích cho mình mà tổn thương tới người, thường là mình có cái khuynh hướng như vậy. Bây giờ sửa lại hết, làm cái gì đó mà lợi ích cho người tổn tới mình thì Tổ khuyên mình nên làm. Nó ngược với thế gian hết à. Người bởi vì cái Bồ Tát thì dạy người thế gian chịu không có nổi, nó nghịch với mình hết, mình thì không có phải như vậy. Bồ Tát dạy vậy đó, làm cái gì mà lợi ích cho chúng sanh thì làm, mà tổn tới mình cũng chịu nữa. Đó là đổi cái tâm đó, phải đổi cái tâm đó cộng thêm cái danh hiệu A Di Đà Phật, thì như vậy mới tiêu nghiệp được. Làm gì mà miễn sao lợi ích cho mọi người, tổn tới mình, chứ đừng có làm hại cho người mà mình được lợi. Nếu làm hại cho người mà mình được lợi đó thì cái nghiệp chướng không có thể nào tiêu hết. Bởi vậy là phát Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, lợi ích chúng sanh, hành Bồ Tát lợi khắp hết tất cả chúng sanh, thì như vậy đó mình mới có thể nhờ được cái Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là nhờ cái tâm mình rộng lớn mà giúp chúng sanh như vậy, mình cái tâm mở rộng như vậy, cho nên khi mà mình niệm một câu A Di Đà Phật thì cái ánh quang minh trong cái danh hiệu Phật đó nó tiêu diệt hết những cái nghiệp chướng cho mình. Tâm mình quảng đại thanh tịnh, cho nên câu niệm Phật nó mới có đủ sức để mà tiêu nghiệp. Còn nếu mà mình niệm Phật nhưng mà mình thường làm hại cho mọi người mà lợi ích cho mình giống như vậy, thì nghiệp chướng cũng khó mà tiêu. Ở trong đời quá khứ, đời trước, hoặc là lúc trước đó mình làm nhiều cái nghiệp, ví dụ trong đời này nè, mà trong quá khứ mình làm nhiều cái nghiệp rất là nặng, hoặc là tiền kiếp mình làm nhiều nhiều cái nghiệp rất là nặng. Tuy rằng bây giờ nè, hiện tại bây giờ mình không có làm ác gì hết, mà mình niệm Phật rất là ít, ơ hờ lắm, thì công chẳng thắng nổi tội. Có nghĩa là tiền kiếp mình tạo nhiều ác nghiệp, quá khứ mình tạo nhiều ác nghiệp, bây giờ đó mình chỉ là niệm Phật chút chút thôi, mặc dù bây giờ là ngưng rồi không làm ác nữa, nhưng mà niệm Phật ít thôi đó thì vẫn gặp ác báo.
vẫn phải đi gặp ác báo, không chuyển được nghiệp chướng. Tuy rằng niệm Phật vậy đó, nhưng mà vẫn gặp những cái nghiệp chướng rất là nặng nề. Tại vì cái công niệm Phật quá ít mà cái nghiệp ác quá nặng. Bởi vậy đó, người niệm Phật mà muốn tiêu trừ nghiệp chướng, muốn mà được an lạc, một cái đời sống rất là yên bình đó, thì phải theo lời của các ngài, là phải làm lợi ích cho chúng sanh, niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề Tâm, rất là chí thành, không có niệm Phật qua quýt, không có ơ hờ nữa. Thì như vậy đó, nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Tại vì cái quang minh Phật hiệu trong Bồ Đề Tâm rất là mạnh, nó có thể tiêu hết những cái ác nghiệp. Vì vậy mà mình mới có thể an toàn. Giả dụ như mình không có an toàn mà mình có bị những cái tai nạn nó làm cho mình phải bị gặp nạn đó, thì Phật liền tiếp dẫn Tây Phương. Tại vì lòng chí thành nó đã sâu và tâm nó đã rộng lớn, ứng hợp như vậy đó, thì nghiệp tiêu. Bởi vì người niệm Phật mà đúng phép, mà tu một cách rất là chân thật đó, thì thường là rất là bình yên, không có tai nạn gì hết đó. Đó là ngài Lý Bỉnh Nam cũng nói vậy đó. Quý vị đọc sách của ngài, có mấy trang đầu ngài nói đó, niệm Phật là tiêu tai miễn nạn đó. Mà phải niệm đúng như các ngài dạy. Thì mình không có niệm đúng, mình niệm sơ sơ không có tiêu tai miễn nạn, thì miệng nói sao kỳ quá, không có tiêu nghiệp gì hết, tại vì mình không có làm đúng tới cái mức của nó. Chẳng phải là niệm Phật không có lợi ích, nhưng vì cái tâm của mình quá là nhỏ bé đi, mình thường làm tổn thương tới mọi người, lợi ích cho mình. Cái gì mà có lợi ích cho mình thì mình làm, cái gì mà mặc dù hại người ta mình cũng làm, thí dụ vậy đó, thì cái tâm đó làm cho nó, cái nghiệp chướng mình nó không có tiêu được. Bởi vì khi mình làm cái việc gì phải suy nghĩ, mình làm cái việc đó có tổn thương tới người không, có làm hại tới mọi người không. Mặc dù cái việc đó là lợi ích cho mình đó, mình thấy nó có lợi lắm, nhưng mà mình phải suy nghĩ cái việc đó có tổn hại, có làm cản trở đường tâm Bồ Đề của người ta không, có làm cho chúng sanh đau khổ không. Nếu mà làm cho mọi người đau khổ mà mình có lợi thì cũng đừng có làm. Cho mọi người tu hành tinh tấn giải thoát, mình chịu một chút thiệt thôi, như vậy thì tốt, như vậy thì tiêu nghiệp cho mình, như vậy mới đúng. Tại vì mình niệm Phật mà cái tâm mình giống như là cái ác tâm không trừ, cho nên nghiệp nó mới không có tiêu. Ác nghiệp của mình tạo thì rất là nhiều, mà cái công niệm Phật thì quá là nhỏ, cho nên không có thể nào áp đảo được nó. Cho nên Phật tổ dạy phải phát tâm Bồ Đề mới có thể chuyển được. Phát tâm Bồ Đề thì dễ quá, chỉ làm lợi ích cho chúng sanh thì được. Miễn sao mình làm cái gì thường nghĩ cho mọi người, thì cái đó là nơi tam bảo thì dễ làm nhất, phải không? Ở trong chùa thì dễ nhất, bởi vì ở trong chùa tạo phước báo dễ lắm. Thường nghĩ cho mọi người, cũng như là mình quét cái nhà. Quét không phải là vì sư cô sai mình quét thì mình làm, không phải. Quét để cho sạch sẽ, người ta tu giải thoát, cái lòng mình mở ra thì vui vẻ lắm. Tại vì công đức nó từ đó, nghiệp chướng nó tiêu là nhờ cái tâm đó. Chứ không phải quét bực bội, xong rồi quét xong đi về không ai khen hết à, thì quá đi. Thì cái nghiệp không có tiêu được, tại vì cái lòng mình nó như vậy. Thì mình làm cực quá, không có ai để ý tới tôi hết, ví dụ như vậy. Thì phải khen một tiếng thì lần sau người ta mới có tinh thần chứ, cứ im lặng vài sao được. Thì như vậy thì nghiệp không có tiêu. Mình phải biết cái nơi nơi tam bảo là nơi để mình mở rộng cái tâm, để mà giúp cho chúng sanh. Thì như vậy cái tâm Bồ Đề phát rồi đó, nghiệp liền tiêu. Tại vì sao? Tại vì tâm Bồ Đề là như cái vầng mặt trời ở giữa hư không, cho nên nghiệp chướng gì nó cũng bị tiêu tan hết vậy đó. Tại vì cái tâm mà rộng lớn đó, mà phối hợp với danh hiệu của Phật, niệm A Di Đà Phật, mà tấm lòng mở rộng như vậy, dù cho ác nghiệp có nặng như thế nào cũng có thể chuyển được hết. Tại vì cái tâm đó nó như là mặt trời ở giữa hư không vậy, sương móc gì nó cũng tiêu hết. Bởi vậy tổ mới nói đó, mình niệm Phật là phải phát cái tâm như vậy. Bởi vậy nói cầu sanh Tây Phương. Cầu sanh Tây Phương là gì? Thương mọi người, thương chúng sanh đang khổ, cũng là tự cứu con, nhưng mà cũng là cầu sanh Tây Phương để độ hết mọi người. Chẳng phải mà cứu một mình con, mà tất cả chúng sanh đều được lợi ích, được giải thoát. Cái tâm rộng lớn thì nghiệp sẽ tiêu. Người bây giờ phần nhiều đó là thí dụ như 30 tuổi tu đi, thí dụ như Hiếu, thí dụ 30 tuổi tu, đời sống là 60 tuổi, thì 30 năm về trước là làm ác à, nửa đời làm ác à, thường là như vậy. Nửa đời làm ác rồi nửa đời sau mới sám hối, thường là như vậy.
chứ ít có ai mà tốt cả một đời đâu. Thường là những cái quá khứ rất là nhiều cái tội lỗi. Thì cái người như vậy đó mà chưa có tính nghiệp đời trước đâu, nghiệp đời này là nửa đời là thấy ác nửa đời, một đời là thấy ác hết phân nửa, còn cái phân nửa thì sám hối mà không có thành tâm lắm đâu, hơi hơi thôi, sám hối chút chút vậy thôi. Mà nửa đời tạo ác mà sám hối có một chút à, mà do bởi chưa có thể hoàn toàn, không gặp ác báo, bèn nói Phật chẳng thiên. Tu trì không có lợi ích gì hết. Ông nửa đời làm ác, sám hối có chút xíu mà đòi hết nghiệp. Thì lúc đó ông lại trách, tại sao sám hối hoài mà không có hết. Tại vì làm ác quá nhiều, sám hối thì không có thành tâm lắm. Mới có sám hối đôi chút, do bởi chưa thể hoàn toàn, không gặp phải ác báo. Cư sĩ Ngài Ấn Quang nói á, nếu mà các vị đừng có coi Ngài Ấn Quang là người ngoài, hãy coi Ngài là người trong nhà. Cố nhiên Ngài chẳng thể không cùng mình để mà nói rõ những cái nguyên do để mà mình thoát khỏi những cái đường mê, vượt lên bến giác. Thì cái này mình tóm lại là niệm Phật phải vì lợi ích cho chúng sanh. Thì tất cả các thứ công quả, sám hối, tụng kinh, lễ Phật, lễ Bồ Tát, làm việc tam bảo, bất cứ cái gì cũng vì chúng sanh thì là Bồ Đề Tâm, đừng có vì mình. Thì như vậy thì sẽ tiêu tan nghiệp chướng. Thì đâu có khó, mình có thể làm được. Trong cái tâm của mình, cái ý của mình làm cái đó đó là gì? Làm cho chúng sanh giải thoát, phải không? Đâu có khó. Mình sửa lại hết. Thí dụ mình đi chùa, mình làm gì mà mình cứ nghĩ phải ai để ý tới mình, phải làm sao đó chứ, cái gì mà làm cực khổ quá, không có ai khen hay không có ai để ý. Thường là nghĩ như vậy, cái đó là cái thường tình như vậy thôi. Tại vì cái tình người, cái thế gian pháp nó lại như vậy. Nhưng mà Phật pháp nó khác. Phật pháp là mình làm vì chúng sanh, cho nên vì tiêu nghiệp chướng của tôi mà làm, cho nên hăng hái làm, không cần ai khen. Khen là hết phước, xin đừng có khen. Nó giống như vậy. Ở bên chùa Tàu vậy đó, khen họ không chịu đâu à. Họ không chịu đâu, khen hết phước của tôi, đừng có khen. Khen một cái họ không chịu liền à. Người nào có tới ngày chỗ ngày Tịnh Không cũng biết, khen họ không chịu đâu. Đừng có khen, tại vì kiếm chút phước mà khen hết phước rồi, giống như vậy. Cho nên họ ra thì thành tâm. Ở bên đó thưa quý vị, có mấy người triệu phú giàu lắm mà thứ bảy nào cũng đi lao quá sớm hết á. Trần Hiếu thấy muốn rơi nước mắt luôn. Triệu phú đó giàu lắm chứ không phải giàu thường, người Tàu giàu lắm, giàu mà nổi tiếng lắm à. Cái nhà mà mấy cái người Phật tử nói mình đi vô đi lạc luôn á, giàu tới vậy đó. Cái vườn cây nó rộng quá, nhà nó nhiều thứ quá, mình đi mình không biết hướng luôn á. Nó giàu nó rộng tới như vậy. Mà thứ bảy chủ nhật thì vợ chồng cha con gì đem cái cây vô quá sùm lao, lao hết cái niệm Phật đường cho mình luôn. Người nào qua bên nút thì thấy hút bụi lao quá sùm rồi làm hết mà không có để ý tới ai, mà ngay cái giờ mình nghỉ họ đi làm, họ làm xong là tới cái giờ mình tu họ đi về, ngay cái giờ mình nghỉ trưa đó họ âm thầm họ làm. Cái đó là người ta biết đạo lý, người ta quả thật là tu phước, tu đúng pháp lắm. Thì mình học của các ngài mình sẽ được như vậy hết. Thì sau này mình làm công quả mình sẽ tự tại hơn, mình sẽ hiểu biết đạo lý. Vì tiêu nghiệp chướng cho mình mà mình phát tâm làm thì cái công đức vô lượng vô biên. Thưa quý vị, thì tổ thường nói là dùng nương tựa Phật lực, thường dạy như vậy, không có muốn mình tu tự lực, lúc nào cũng nói như vậy. Nếu như mình niệm A Di Đà Phật mà không có cái tâm mong cầu giảng sanh gọi là tu tự lực. Nói như vậy đó. Mình là cái người luân hồi trong sanh tử rất nhiều kiếp. Cái kiếp số trải qua nhiều như những hạt bụi vậy, nhiều lắm. Mình luân hồi nhiều lắm rồi. Ngày hôm nay tới cái giờ phút này mà tính cái quá khứ của mình nó tính không có nổi. Bởi vậy đó, A-la-hán nhìn cũng được có 84.000 kiếp của mình thôi à. Ngoài 84.000 kiếp A-la-hán không biết. Mà một kiếp đó, một kiếp mà không phải tính kiếp 100 năm, không phải tính vậy. Có kiếp thì có mấy ngày thôi, ví dụ làm cái con gì đó. Mà có kiếp nó tới bao nhiêu tỷ năm lận, nó nhiều quá, sanh vào cõi trời. Sanh xuống địa ngục thì không biết bao nhiêu năm. Bao nhiêu, mà vô lượng vô số kiếp. Mà 84.000 kiếp thì tính ra không ai tính nổi hết mà A-la-hán có thể thấy tới. Thì cho mình biết rằng cái quá khứ mà sanh tử của mình đó,
nó nhiều hơn 84.000 kiếp, nó không biết bao nhiêu lần, không có thể mà biết được cái ban đầu luôn đó. Cái ban đầu nó từ hồi nào không có ai biết, bởi vì mình là cái người đã đi trong lục đạo nó lâu như thế đó, cho nên khi mà nó đi nhiều như vậy đó thì nghiệp của mình là vô lượng vô biên. Thì Ngài Ấn Quang nói đó, dù cho mà hư không này chứa được á, mà nghiệp của mình nó có hình tướng đó thì nó chứa không nổi cái nghiệp của mình. Ví dụ một cái nghiệp là bằng một hộp cát, hộp đá, ví dụ vậy đi, mà nghiệp nhiều tới cái hư không mình chứa không có nổi, tại vì mình đi luân hồi nhiều quá, cho nên nghiệp của mình ở quá khứ thì là vô lượng vô biên. Nếu mà nghiệp quá khứ mà vô lượng vô biên đó, bây giờ tu phải đoạn hết cái nghiệp đó mới giải thoát, ai mà tu cho nổi, phải không? Đoạn cái nghiệp kiếp này muốn không xong nữa, không dễ dàng. Cho nên nó là nhờ sức mình mà tu đó, thì phải dẹp hết những cái nghiệp ở quá khứ, bao nhiêu đời tạo đó, phải dẹp hết những cái thứ phiền não, những cái nghiệp hoặc, kiến hoặc, tư hoặc, phải dẹp sạch hết thì liễu sanh thoát tử. Ngài Tổ nói làm như vậy còn khó hơn đi lên trời nữa. Thiệt là khó hơn đi lên trời, làm không có nổi. Vì vậy đó mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương chúng sanh ở cái thời mạt pháp, nghiệp chướng nặng nề như vậy, không có đủ sức để tu, cho nên mới giới thiệu Phật A Di Đà, mới giới thiệu cái cảnh giới cực lạc cực kỳ trang nghiêm, rất là dễ giải thoát như vậy, khuyên mình nên cầu sanh về cái nước đó, để mà mình một đời thành Phật không có khó khăn gì hết. Hãy ai mà vào Tây Phương là vĩnh viễn không còn mà thối chuyển nữa, mà không có ai thối chuyển hết trong cái thế gian đó, không có người nào bị chết mà, cũng không có ai thối chuyển hết, vào một lần là thành Phật, mà lại có cái thế giới lạ lùng như vậy, là do công đức đại nguyện và sự thực hành của A Di Đà Phật mà có thể thành lập được một thế giới mà mười phương chư Phật đều phải tán thán. Cái thế giới đó rất là lạ lùng, chúng sanh mình nó luân hồi kiểu như vậy, khổ biết bao nhiêu mà không giải thoát được, mà một lần niệm A Di Đà Phật có mấy chục năm thôi, có khi niệm có 5-3 năm thôi là giảng sanh, thì liền lên cái Bồ Tát. Bởi vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc mười phương chư Phật đều ca ngợi là như vậy. Thì Phật biết mình trải qua kiếp số nhiều như vậy mà không giải thoát được, cho nên mới khuyên mình hãy cầu sanh thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Muốn sanh về thế giới đó thì lòng tin rất chân thành, nguyện rất tha thiết, niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi vậy đó, cái cuốn sách này đó, mấy cái chữ này nói tới nói luôn biết bao nhiêu lần, cứ tín nguyện tha thiết niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, cứ như vậy mà Tổ nói hoài, nói không biết bao nhiêu lần. Đó là tại vì cái mấu chốt tu hành nó đó. Thì Tổ nói đó, nếu mà mình có lòng tin chân thành mà biết được cái thế giới cực lạc đó, đó là cái nơi mà quê hương có thể cứu độ mình, có thể làm cho mình ra khỏi phiền não, ra khỏi tam giới, có thể giải thoát sanh tử cho mình mà rất là dễ dàng, mình phải hiểu như vậy, cho nên lòng cầu sanh rất là tha thiết. Chẳng luận là nghiệp mình nhiều hay ít, đó là nó đặc biệt như vậy đó. Ông nghiệp nặng như thế nào không có cần, không có bàn nữa rồi. Nghiệp nhẹ, nghiệp nặng của ông tôi không biết, miễn sao mà ông có niềm tin và phát nguyện tha thiết niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì nhờ cái tha lực của A Di Đà Phật ông liền giảng sanh. Chứ không cứ là ông nghiệp nhẹ tôi mới đón, không phải vậy. Nghiệp nặng gì cũng không sợ, nó cái đặc biệt là nó như vậy. Cho nên chúng sanh mình thì thích quá, rất là hợp với mình. Mình nghiệp nặng như vậy mà Phật nói là không có cần nghiệp gì nặng sao cũng không sợ. Cũng như là Phật là một chiếc thuyền lớn vậy đó, mình là cục đá vậy đó, bỏ lên là đi thôi. Nặng cỡ nào nặng cũng không bằng chiếc thuyền của tôi. Tại vì cái lực của Phật quá là lớn, cái thuyền đại nguyện mà, cho nên có thể tiếp độ tất cả chúng sanh. Không có luận là nghiệp lớn hay nhỏ, miễn lòng tin và nguyện tha thiết đều vãng sanh Tây Phương. Đó là lời của Tổ, không có luận nghiệp gì hết đó, cứ thành tâm là vãng sanh, thành tâm tu hành thì vãng sanh. Ví như một hạt gạo, hạt cát bỏ xuống đất thì chìm, dù đem cái hòn đá nặng cả mấy ngàn cân đặt lên chiếc thuyền hay chiếc đại hỏa luân á, thì chẳng có bị chìm, còn được chở đi chỗ khác để mà tùy ý sử dụng. Cái đá đó, đá nhỏ thì ví như cái cục đá lớn thì ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, còn cái đại hỏa luân là thiền từ, như từ lực rộng lớn của Phật A Di Đà.
Nếu mà không có niệm Phật, không có chỉ cậy vào cái sức riêng của một mình, không có nhờ sức của Phật đó, thì không có thể nào liễu sanh thoát tử được. Tại vì mình phải tu tới hết nghiệp mới có thể giải thoát. Nghiệp của mình có còn một chút xíu thôi đó, cũng không giải thoát. Mà người mà tu hết nghiệp thì không có dễ dàng. Vì vậy nói rằng nếu mà tự một mình tu đó, thì cái đường giải thoát sẽ không có thể tới được. Tự mình là chúng sanh nghiệp chướng mà, cũng như là một hạt cát, chút xíu thôi cũng chìm. Thì tu tự lực đó, mà dẹp hết phiền não mà còn chút xíu thôi, nó cũng chìm nữa, nó cũng đi luân hồi nữa. Phải dẹp cho không còn nữa kìa, không có thể nào mình dẹp được. Quyết chẳng thể tự nó thoát ra ngoài được nước được. Thì chúng sanh đó, ông á, các ông đó, thì nên sanh cái niềm tin sâu xa, niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương. Đừng có nghĩ cái gì nữa hết, đừng có khởi một ý niệm nào hết. Thì thưa quý vị, đoạn này rất là quan trọng, rất là hay. Thì tổ nói đó, khi mà bệnh là lâm chung, hoặc là bệnh nặng, không biết là sống hay là chết không biết, mà bệnh xuống rồi đó, thì tổ dạy sao? Khi mà bệnh rồi đó, đem hết cái lòng tin mà cầu sanh Tây Phương, niệm A Di Đà Phật, trong tâm không có nghĩ gì nữa hết, cái gì cũng buông xuống hết. Không có nghĩ là hết bệnh hay là không hết bệnh, ngày mai nó bệnh nặng hay là ngày mai nó bớt bệnh, bác sĩ cho thuốc này có hợp với thuốc hay không, hay là phải đi thuốc Tàu hay là thuốc Bắc hay là thuốc Tây hay là phải đi cái xứ nào, mình không có nghĩ cái đó nữa. Mình buông xuống hết, là cho thuốc gì thì uống thuốc đó, vậy đó, buông xuống vậy đó. Ví dụ đi bác sĩ thì uống thuốc sao cũng, thì bác sĩ dạy sao thì uống vậy, trong tâm không có nghĩ, một lòng cầu sanh Tây Phương. Không có cầu hết bệnh, không có cầu gì hết, không có một khởi một cái tâm gì hết, mà chuyên tâm nhất ý, Phật ơi tới đón con, giống như vậy. Cứu con Phật ơi, giống như vậy đó. Thì như vậy đó, nếu mà tổ nói, nếu mà ông làm được như vậy, đừng có nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới Phật và cầu sanh đó. Nếu mà ông làm được như vậy đó, mà cái tuổi thọ ông chưa có hết đó, ông liền hết bệnh liền. Ông sẽ hết bệnh tại chỗ à. Bởi vậy nói đó, trị bằng cái nghiệp mà. Không phải là bác sĩ trị thuốc, bác sĩ là trị cái phần trên thôi. Còn mình niệm A Di Đà Phật là trị cái gốc, cái nghiệp. Mình niệm A Di Đà Phật cảm ứng thì hết nghiệp thì hết bệnh. Tại bệnh do nghiệp mà sanh. Bởi vậy đó là Phật dạy là trị ngay cái gốc bệnh, chứ không phải trị cái thuốc như bác sĩ đâu. Bác sĩ chỉ 30-40% ở trên à. Bởi vậy cái nghiệp nặng bác sĩ trị không được, bác sĩ cũng phải bó tay, mà Phật trị được. Đó là trị bằng cái nghiệp. Cho nên biết, Phật biết đó là bệnh là do nghiệp sanh. Cho nên niệm A Di Đà Phật mà đừng có nghĩ cái gì hết, thì liền cảm ứng đạo giao. Vì cái tâm mình rất là chuyên nhất, rất là chí thành, cho nên ác nghiệp gì cũng tiêu hết. Đó là như vậy. Đạo lý là tâm rất là chí thành, cho nên ác nghiệp tiêu bệnh liền hết. Cũng như là mặt trời ở giữa hư không vậy, cho nên những cái sương gì, dù có sương có tuyết gì, nó cũng tiêu tan hết. Tại vì cái tâm chí thành chuyên nhất, không có suy nghĩ gì hết đó, liền có thể tiêu hết nghiệp. Như vậy liền hết bệnh. Nếu mà tuổi thọ mà hết rồi, cái mạng tới bao nhiêu đó hết rồi, thì Phật liền tiếp dẫn. Tại sao vậy? Tại tâm ông rất là chuyên nhất, rất là chí thành. Ông là một lòng cầu Phật mà, Phật tại sao không đón? Vì vậy mà khi bệnh đó là đem một lòng rất là thành tâm để cầu vãng sanh. Nếu mà tuổi thọ chưa hết liền hết bệnh, tuổi thọ đã hết Phật liền đón. Tại vì mình đã cầu thành tâm như vậy thì Phật liền tới đón. Vì thế Phật tiếp dẫn vãng sanh: nếu mà ông có thể tin cái lời này của tôi thì sống cũng được đại lợi ích, mà chết cũng được đại lợi ích luôn. Hay lắm. Ông tin được cái lời của tôi, khi ông bệnh xuống rồi, ông sống ông cũng được lợi ích. Tại vì ông niệm sẽ nghiệp chướng tiêu tan hết. Mà ông chết rồi, ông liền sanh Tây Phương. Sống với chết đều là tự tại. Đó là bệnh mà tổ giảng ra thành tự tại. Chúng ta thường nghe nói thế gian là biển khổ, bởi thế gian vui ít khổ nhiều. Nhưng trong chỗ vui đó, rốt cuộc cũng không tránh được khổ. Vì vậy, thế gian toàn là khổ, nên mới gọi là biển khổ. Nỗi khổ trong chốn khổ thì ai cũng biết, không cần phải nói thêm. Nhưng nỗi khổ trong chỗ vui thì ít ai hay. Cho nên hôm nay, tôi xin lược trình bày.
giàu và sang là điều vui, nhưng giàu thì có chỗ lo buồn của giàu, sang lại có chỗ lo buồn của sang. Đã có lo buồn thì đều thuộc về khổ. Những lo buồn này mỗi nhà mỗi khác, nghìn mối vạn manh, không thể kể ra cho hết. Huống nữa, càng giàu sang thì càng gây nhiều nghiệp ác. Sự nghiệp càng to lớn thì càng dễ tạo lỗi lầm. Đã gây nghiệp ác thì trong khoảng chớp mắt ác báo liền đến. Lúc bấy giờ thật là khốn khổ vô cùng. Như vậy há không phải là biển khổ sao? Đã biết thế gian là biển khổ, tại sao không chịu vĩnh viễn thoát ra để được vô biên an lạc? Nếu muốn có an lạc thì cần phải tu hành. Nếu chịu tu hành thì cần phải niệm Phật. Nếu chịu niệm Phật thì chỉ nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đã niệm thì cần phải phát nguyện không mong cầu được giàu sang đời này, cũng không cầu sanh vào chỗ tốt ở đời sau. Vì sao như thế? Vì thế gian là biển khổ, ta không cầu sanh vào chỗ tốt đẹp trong biển khổ, chỉ cầu dù còn một hơi thở vẫn cứ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, mặc cho bệnh khổ bức ép thân, vẫn cứ nhất tâm niệm Phật. Việc ăn, việc mặc, vật dụng sinh hoạt đều gác bỏ hết. Những người được nhớ nghĩ trong lòng cũng không cần nhớ nghĩ, cho đến bản thân cũng không cần quan tâm đến, chớ sống mặc kệ nó. Chỉ một câu niệm Phật mà thôi. Nếu được như thế, Đức Phật A-di-đà ở cực lạc phương Tây lập tức phóng ánh sáng rực rỡ chiếu đến thân ông, khiến thân tâm ông mát mẻ, không mảy may ngăn ngại. Thấy ánh sáng Phật trước mắt, giống như cùng ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, lại tiếp tục quên thân niệm Phật đi. Lúc bấy giờ, cộng với công phu tu hành chân thật tha thiết lúc bình thường, ông sẽ thấy một đóa sen bảy báu hiện đến bên thân, lại nhìn thấy nơi xa xa những thân tướng màu vàng ròng. Đó là Đức Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đến tiếp dẫn ông về Tây Phương. Tôi nói như vậy chính là khai thị pháp môn niệm Phật. Các ông có tin được không? Nếu tin được thì cứ như thế mà thực hành đi. Nếu có nghi ngờ, tôi sẽ giảng nói thêm cho các ông được rõ. Người đời phần lớn chỉ quan tâm đến bản thân mình, còn các Đức Phật và Bồ Tát đã thành tựu trọn vẹn tự độ, quan tâm đến tất cả chúng sanh, nguyện cứu độ họ. Vì thế các ngài nói rộng đến pháp môn tu hành. Nếu chúng sanh y theo pháp ấy tu hành, nhất định đều được độ. Chúng sanh không tin Phật Pháp, không chịu tu hành, tức không có duyên với Phật. Như vậy Phật cũng không thể độ người này được. Nếu các ông tin sâu, tu giỏi thì đời hiện tại có căn lành, có duyên với Phật. Bấy giờ Phật, Bồ Tát sẽ giúp đỡ các ông. Đã được Phật lực trợ giúp, các ông cần phải nỗ lực, thiết tha chân thật tu hành. Như thế nhất định thành công. Các ông tu hành mà không thành công đều là do không tha thiết chân thật niệm Phật. Dù niệm Phật nhưng vẫn có niệm tham cầu thế gian, không thể nhất tâm chuyên ý một bề cầu sanh thế giới cực lạc phương Tây. Người niệm Phật cần phải xem việc niệm Phật là thiết thật nhất. Còn tất cả các việc như đối phó chuyện đời, lo liệu gia đình, dòng họ đều là việc ngoài lề. Nhưng việc thiết thật không ngại việc ngoài lề, việc ngoài lề không ngại việc thiết thật. Như vậy sẽ đạt được đạo niệm Phật. Như mở mắt niệm Phật, tâm dễ loạn động, thì còn có thể nhắm mắt mà niệm. Chứ nếu hai tai nghe âm thanh thì chắc khó bích. Nếu không bích được thì phải nhờ một cách khác để bích.
đó là khi niệm phải để tâm rỗng rang vắng lặng, rồi xướng lên một câu A Di Đà Phật. Miệng vừa niệm, tai liền nghe câu niệm. Tai vừa nghe, miệng liền niệm. Miệng niệm, tai nghe liên tục không gián đoạn, cứ xoay vần như thế. Đây là bí quyết nhiệm màu của pháp niệm Phật. Cứ thực hành lâu ngày như thế, nhất định có lúc tương ưng. Niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm 4 chữ A Di Đà Phật đều như nhau. Cần nhất là lúc nào cũng phải niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, niệm càng nhiều thì càng tốt. Một ngày từ sáng đến tối, nếu có lúc quên thì hết quên lại niệm. Nếu bận xử lý công việc thì xử lý xong liền niệm, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm cũng như nhau. Chỉ cần giữ chữ đều từ niệm mà thiết thật rõ ràng, câu câu đều từ tâm cầu sanh Tây Phương mà phát ra. Lại có một phương pháp buộc tâm khi không niệm Phật, đó là đặt niệm vào thân Đức Phật A-di-đà. Tức là mỗi ngày sáng sớm thức dậy, giữ tâm vắng lặng, không suy nghĩ điều gì, ngồi mãi trên giường quán tưởng thân tướng Ngài đến khi mặt trời xuất hiện. Sau đó bước xuống giường, nhẹ nhàng chuyển ý niệm, chỉ suy nghĩ những việc tu hành. Làm như vậy có thể khai phát trí tuệ, tâm luôn vắng lặng, không động không lay. Đó là chỗ tu hành có công hiệu nhất. Một thời khóa của người tu niệm Phật theo thứ tự như sau: tụng một quyển kinh A-di-đà, ba biến thần chú vãng sanh, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, niệm càng nhiều càng tốt. Niệm danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm, Bồ-Tát Đại Thế Chí, chúng Bồ-Tát trong hải hội thanh tịnh, mỗi danh hiệu niệm 10 lần. Tụng bài văn hồi hướng, lạy Phật A-di-đà, Bồ-Tát Quán Thế Âm, Bồ-Tát Đại Thế Chí, các Bồ-Tát trong hải hội thanh tịnh, mỗi danh hiệu 3 lạy, 3 quy y. Mỗi ngày 2 thời sáng tối thuần nhất như vậy, không xen pháp khác. Ví như muốn tụng các bộ kinh Đại Thừa thì nên định riêng một thời khóa, tốt nhất là vào buổi trưa, không nên xen vào 2 thời chính sáng tối. Vì nếu xen thì không chuyên nhất, không chuyên thì khó thành tựu. Các kinh như Cao Vương Quán Thế Âm, kinh Phân Châu, kinh Hương Sơn Quyển, Phật Kệ thì không cần tụng, vì không có trong Đại Tạng, không phải là chân kinh. Thế gian có tục lệ thắp đèn giấy chiếu sáng đến cõi u minh để soi đường cho người chết, mà không quan tâm đến đạo lý niệm Phật. Tôi khuyên mọi người nên điểm vào đồ hình niệm Phật. Khi điểm đã đầy khắp thì ghi tên, ghi số lần, rồi đốt trước tượng Phật. Làm được như thế thì rất tốt, vì có ánh sáng của Phật chiếu soi, đâu cần phải dùng đèn giấy. Người niệm Phật nên tụng lầu thông kinh A-di-đà, siêng năng xem kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hằng ngày, ngoài thời khóa chính, người thực hành pháp niệm Phật cũng nên quy định một thời gian lạy Phật, đó là trước hình tượng Đức Phật A-di-đà, thân tâm chí thành khẩn thiết, một lòng nương tựa, cầu Phật xót thương, phóng ánh sáng từ bi chiếu đến thân mình. Nay xin được lược thuật cách thức lễ lạy như sau. Trước tiên, đến trước tôn tượng Phật A-di-đà, đốt hương, chí thành chắp tay, mỗi niệm xướng một câu danh hiệu, lạy một lạy. Văn xướng như sau: nhất tâm đảnh lễ Đức Phật hiện tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đại Từ Đại Bi Giáo Chủ Cõi Ta Bà. Chính lại: nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Lực Bậc Đạo Sư Tiếp Dẫn Muôn Loài Giáo Chủ Cõi Cực Lạc Phương Tây.
48 lại. Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, thân vàng ròng rực rỡ, trụ tại cõi Cực Lạc phương Tây, 3 lạy. Nhất tâm đảnh lễ Đại Bồ Tát Đại Thế Chí, thân trí sáng vô biên, trụ tại cõi Cực Lạc phương Tây, 3 lạy. Nhất tâm đảnh lễ các Đại Bồ Tát trong Hải Hội Thanh Tịnh, thân trọn phần phước trí, trụ ở cõi Cực Lạc phương Tây, 3 lạy. Lạy xong, hành giả quỳ gối, chắp tay, chí thành tụng bài sám hối. Khi xưa con tạo bao nghiệp ác, đều do ba độc tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Nay quỳ trước Phật xin sám hối, nguyện cho thân này lúc lâm chung trừ sạch tất cả bao tội chướng. Tận mắt thấy Đức A-di-đà, liền được vãng sanh cõi an lạc. Tụng xong, đứng dậy lễ ba lạy rồi lui ra. Tôi cho rằng việc tu hành cần phải lấy việc niệm Phật và phát nguyện làm chính yếu, nhưng không thể thiếu các nhân duyên trợ đạo. Nhân duyên trợ đạo là cung kính Tam Bảo, mong cầu ra khỏi biển khổ, nhàm chán thế gian trói buộc, hiểu rõ thiện ác báo ứng mà khởi tâm sợ hãi, tâm ngay thẳng, tâm chân thật, tâm từ bi, tâm giải thoát, không sanh tâm tự cho mình là hơn. Những tâm như vậy chính là nhân duyên trợ đạo. Đã có tâm tốt để trợ đạo, lại cần phải biết tâm xấu ác để phòng ngừa các nhân duyên chướng đạo, như tâm không tin Tam Bảo, tâm tự cậy mình có tu hành, tâm danh lợi, tâm tham khoái lạc thế gian, tâm sân hận, tâm ngu si, tâm vọng tưởng, tâm cầu phước báo thế gian, tâm xảo trá, tâm dối gạt, tâm tà vậy, tâm biến trễ chần chừ, tâm không biết hối cải, tâm cho mình là phải. Có tất cả các tâm xấu như trên thì tuy có tu hành nhưng cũng khó vào đạo. Vì sao như thế? Vì bị các tâm này ngăn chặn. Lại nữa, người tu hành cần phải gần gũi bậc thầy sáng suốt, bạn đạo hiền thiện, theo lời dạy của họ mà thực hành. Nếu không gặp thầy bạn như vậy thì một quyển kinh A-di-đà, một bài văn hồi hướng là thầy giỏi bạn tốt. Ở đây kỵ nhất là chọn thầy bạn sai lầm. Vì thầy bạn có thật có giả nên chọn thầy bạn chân thật. Vì chỉ có họ mới có thể dẫn dắt ta vào đạo, mở toan trí tuệ cho ta, giúp ta thành tựu con đường tu hành, giúp ta chấm dứt sanh tử. Vì thế mà ơn của thầy giỏi bạn tốt rất lớn, còn hơn cả cha mẹ. Nếu lầm nương thầy bạn giả, họ sẽ dẫn ta đi trên con đường sai lầm, cắt đứt mảnh tâm tu hành chân chánh của ta, khiến cho ta không thành tựu mảy may. Vì thế thật giả lợi hại cách xa như trời đất, cần phải phân biệt rõ ràng để nương tựa. Tôi có một cách có thể nhận biết được thầy giỏi bạn tốt. Người này khi vừa gặp chưa hẳn đã lộ ra cho ông biết họ có một bản lãnh của một vị thầy giỏi bạn tốt đâu. Họ cũng bình thường như bao người mà thôi. Nhưng khi luận bàn đến việc tu hành, người này nhất định sẽ căn cứ vào pháp tu của ông mà giải thích theo thứ tự nghĩa lý rõ ràng, không cao siêu, không quá thấp. Ông nghe những lời này liền cảm nhận được công phu hằng ngày của mình có phần khai phát, lại cũng thầm hợp với kinh điển. Những thầy bạn giả khi vừa gặp, ông liền thấy họ tự lộ tư cách của một thầy giỏi bạn tốt. Nhưng khi bàn đến việc tu hành, người này nhất định sẽ phá bỏ pháp tu hằng ngày của ông. Vì muốn cho ông thấy họ cao siêu, ví như hằng ngày ông trì tụng kinh A-di-đà theo lời Phật dạy, niệm danh hiệu, tinh sâu nguyện thiết cầu vãng sanh Cực Lạc, như vậy
có chỗ nào không đúng, mà nhất định họ phải thay đổi, đưa ra pháp tham thoại đầu. Có lẽ người này cao siêu hơn Phật Thích Ca chăng? Ví như người học thật có chỗ lầm lẫn thì cũng nên tùy bệnh cho thuốc. Nếu người học thật có chỗ chưa sáng thì nên tùy cơ giảng thuyết. Công phu niệm Phật đắc dụng tại lúc lâm chung. Lúc lâm chung dụng được là do lúc bình thường thực hiện thuần thục. Lúc bình thường khi thân thể khỏe mạnh mà thực hiện công phu thì đương nhiên sẽ tốt hơn lúc già suy. Vì thế chớ nên dần già để rồi ngày đến thật xa xôi. Nếu công phu của mình còn không chân thật, hiểu biết Phật Pháp còn chưa rõ ràng thì không nên dễ vui dạy người có ý muốn làm thầy. Tuy nói độ mình độ người, nhưng chỉ e mình đã lầm lại khiến người lầm. Người tu hành tuy không tham tiếc thân thể nhưng cũng cần phải điều dưỡng. Nhưng đến lúc già suy, chỉ nên một bề công phu nhiếp tâm tán động, không nên lo lắng cho thân. Bấy giờ nếu bệnh nhẹ thì uống thuốc, bệnh nặng thì chờ chết. Khi bệnh quá trầm trọng, nhất định không được mong chữa lành mà nên chuẩn bị về quê. Lúc lâm chung hoặc khi bị bệnh nan y, thân tâm thống khổ vô cùng, bấy giờ nên quán biết đó là do quả báo của nghiệp ác nhiều đời trước dẫn đến. Hôm nay ta nên quên thân mà niệm Phật, dù nghìn ma vạn nạn kéo đến, tâm ta vẫn không xao động. Ở đời không có việc gì khó, chỉ cần có chí khí. Chí khí thật vững bền thì không có gì khó cả. Đi thuyền trên biển lớn nhất định phải nhờ chèo. Một ngày đi 100 dặm tính ra cũng nhanh rồi, nhưng nếu gặp lúc thuận gió thì trong khoảnh khắc có thể đi mấy trăm dặm, sao mà vui sướng thế. Đó là nhờ trời trợ sức. Người cầu sanh Tây Phương nếu chỉ nhờ vào sức tự thân dĩ nhiên là rất khó. Nếu tâm thiết tha chân thật niệm Phật, Đức Phật nhất định nhớ nghĩ bảo vệ, Phật lực nhất định trợ giúp. Mà sức này rất mạnh và kỳ diệu hơn sức trời, nên không khó vãng sanh. Nhưng nếu nghĩ chỉ nhờ vào Phật lực mà bản thân tu hành không ra gì, rốt cuộc không thành công thì quay lại trách Phật, nên biết hãy tự trách mình đi. Con người gá sanh vào bào thai mẹ hoàn toàn không khó, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Vì sao? Vì đó là việc tự nhiên mọi người thường thấy. Vì thường thấy cho nên đó là thật. Nay người niệm Phật sanh về thế giới cực lạc phương Tây, hóa thân vào hoa sen, do chưa từng thấy nên cho là khó, là kỳ. Họ đâu biết việc này với việc gá sanh vào thai mẹ cũng đồng một đạo lý. Một bên là do tình ái mà thành, một bên là do tín nguyện mà thành. Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương đầu tiên là thoát ly biển khổ sanh tử, ra khỏi 6 đường luân hồi. Sau khi vãng sanh, tinh tấn tu hành thẳng đến thành Phật. Một môn niệm Phật thẳng tiến lên trên, từ đầu đến cuối không chút quanh co. Người tu hành phần nhiều từ chỗ gian khổ mà thành công. Các vị thấy những người sung sướng đâu thể tu hành, nhưng khi đến Tây Phương rồi mới thấy người khổ đau thuận tiện tu tập, người sung sướng chịu thiệt thòi hơn. Lại thấy những kẻ không tin việc tu tập, một đời khổ đau tạo vô số nghiệp ác, sau khi chết thần thức đến trước Diêm Vương, họ chịu vô lượng quả báo khổ não biết bao. Dẫu có tạo phước, chẳng qua chỉ hưởng chút phước báo. Nếu hưởng phước báo thì không bao lâu cũng phải đến trước Diêm Vương chịu tội. Vì sao? Vì những nghiệp ác đã gây tạo từ trước. Dẫu không tạo nghiệp ác đi nữa thì cũng như chư thiên tiên, khi phước hết sẽ rơi vào 3 đường dữ. Người niệm Phật thiết tha chân thật
hiện đời nhờ Phật lực vãng sanh Tây Phương, vĩnh viễn không còn nỗi khổ luân hồi. Biển khổ và cực lạc xa cách biết bao. Đây chính là những điều chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy. Nay tôi cung kính truyền đạt lời Phật đến mọi người, từng chữ từng câu đều chân thật. Nếu có lời nào không thật, tôi sẽ vĩnh viễn chịu tội nơi địa ngục kéo lưỡi. Quyển Người Niệm Phật Cần Biết này, tôi nói cho Ư Bà Di, Đường Trinh Nữ nghe. Trong sách tôi dùng lời văn thô thiển là muốn cho mọi người dễ hiểu, nhưng xét đến yếu chỉ cùng tột thì không vượt ra ngoài những lời này. Mong những lời thiển cận này dễ dàng lưu truyền ở đời. Còn chánh pháp ba thừa khó vào thì sách này xin được miễn. Hoàng cư sĩ ở Tứ Xuyên rất vui mừng khi xem đọc, vì thế quyên góp tiền tài khắc bản lưu truyền. Tháng 3 năm Kỷ Sửu, niên hiệu Đào Quang thứ 9, tức năm 1829, Ngộ Khai kính ghi. Phật theo nghĩa thiển cận. Nam mô Trung Hoa dịch là quy y. A Di Đà Trung Hoa dịch là vô lượng thọ. Phật Trung Hoa dịch là giác. Vậy Nam mô A Di Đà Phật nghĩa là chúng sanh quy y đấng đại giác tôn vô lượng thọ. Hỏi: nhưng danh hiệu Phật thì rất nhiều, vì sao chỉ niệm A-di-đà Phật? Đáp: bởi đây chính là vị Phật trong tâm của chúng sanh. Thử nhìn xem, khi người đời quá vui thì liền niệm A-di-đà Phật, khi quá khổ cũng niệm A-di-đà Phật. Một câu danh hiệu Phật này thật là ở trong chỗ bất tri bất giác, chẳng suy chẳng nghĩ, tự nhiên buộc miệng nói ra. Từ bác nông dân chất phác cho đến các cụ bà quê mùa, không ai dạy mà biết, không học mà hay. Vì thế mới nói Phật trong tâm. Bởi chúng sanh trải qua nhiều kiếp luân hồi, mê mờ bản tánh, chư Phật bèn mở môn phương tiện đặc biệt, dạy người niệm Phật nơi chính mình. Như người nằm mộng dùng một câu A-di-đà Phật để thức tỉnh, như quên mất một việc thì cũng dùng một câu A-di-đà Phật để nhớ lại. Một câu A-di-đà Phật đưa chúng sanh khổ đau về thế giới cực lạc, chuyển đời ác năm trược thành lâu đài bảy báu. Nếu niệm niệm cầu sanh tịnh độ, tâm tâm hồi hướng Tây Phương, đến lúc thuần thục tự nhiên thành tựu công phu. Lãng tử được về cố quốc, trẻ thơ lại sà vào lòng mẹ. Bấy giờ vọt thẳng ra khỏi ba cõi, vĩnh viễn chẳng còn trở lại ta bà, sống yên trong chính phẩm hoa sen đã bày biện sẵn. Như thế há chẳng vui sao? Nhất định không nên cho là mình phước mỏng không thể vãng sanh. Nên biết bản nguyện của Đức Phật A-di-đà không dối người. Như ngựa vượt đầm sâu, phóng một cái liền đến bờ kia,
như chim tứ qua biển rộng, một lần bay liền đến đích. Nếu chần chừ chậm chạp, ắt rơi đầm sâu biển lớn, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng muốn đến nơi xa, trước tiên nên chuẩn bị đầy đủ lương thực và hành trang. Kế đó, thuê xe cộ, cấp tốc lên đường, đi sớm, đến sớm. Nếu thiếu hành trang và tư lương, lại ném bỏ xe cộ, dần dà nơi lữ điếm, người này nhất định sẽ gặp trở ngại trên đường đi. Lại thêm bệnh tật, gió mưa, nắng nóng, rét lạnh, đêm tối sa xuống đầm lầy, cất bước lạc vào rừng gai, vân vân. Bấy giờ có hối hận cũng không kịp. Hôm nay, niệm Phật là hành trang cho việc vãng sanh. Đại nguyện của A-di-đà Phật là thuyền từ vượt qua biển khổ. Nước cực lạc phương Tây đã được chỉ rõ, chính là Kim Chỉ Nam. Nếu niệm Phật mà không cầu vãng sanh Tây Phương, thì chỉ trồng căn lành, hưởng phước báo mà thôi. Một khi phước hết, sẽ trở lại luân hồi. Nguy hiểm thay, đáng sợ thay. Niệm Phật theo nghĩa cao sâu. Đoạn trên tôi đã luận theo nghĩa thiển cận về pháp niệm Phật để phát khởi lòng tin, củng cố nguyện lực cho người. Nay tâm đã phát, nguyện đã bền, mà không mạnh mẽ siêng năng tu hành, thì người này đã không xem việc sanh tử là bức thiết. Sở dĩ như thế là vì chưa biết nỗi khổ luân hồi, và niệm Phật giúp thoát luân hồi. Bây giờ tôi xin được bàn thêm một bước nữa. Có câu tức tâm tức Phật, câu Phật tại tâm, câu duy tâm tịnh độ. Hàm ý các câu này tối cao tối thượng, tối đệ nhất. Đáng tiếc, mọi người lại xem thường tùy tiện nói ra, trở thành khẩu đầu thiền. Khẩu đầu thiền nghĩa là thiền ở đầu môi, chỉ nói suông mà không tu không chứng. Người đời cho tâm tức quả tim bằng thịt nằm trong lòng ngực. Nhãn thức nhờ sắc mà có sự phân biệt, nhĩ thức nhờ âm thanh mà có sự phân biệt. Đây đều là thức tâm hư vọng. Nếu lìa sáu trần thì không có, bốn đại phân tán thì liền tan hoại. Kinh Pháp Bảo Đàn ghi rằng: tâm là địa, tánh là vương, vương trụ nơi tâm địa. Nói về thể thì thể ấy không hình không tướng, không động không lay, không sanh không diệt. Nói về dụng thì dụng ấy bao trùm tất cả, xuất sanh tất cả, tròn đầy và cùng khắp, vận dụng không cùng tận, đầy đủ cả chánh tà thiện ác. Hễ khởi một niệm thiện thì lên cõi trời, động một niệm ác thì rơi địa ngục. Thế thì niệm niệm là A-di-đà Phật, tâm tâm luôn quy hướng, mà không thành tựu hạnh nghiệp cực lạc Tây Phương hay sao? Hằng ngày thường tích thiện thì cõi trời cao thêm một tầng, hằng ngày luôn tạo ác thì địa ngục sâu thêm một lớp. Tịnh độ cũng y cứ vào công phu tu chứng của hành giả mà có thứ bậc cao thấp khác nhau. Cho nên Đông, Tây, Nam, Bắc đều có cõi an dưỡng. Chùa, tháp, núi, rừng cũng là lạc bang. Dẫu đài vàng đến đón thì cũng từ tự tánh hiện ra. Như trên không trung chỉ một vầng trăng, mà trong biển cả
vô số sông hồ ngòi rạch, thậm chí trong một bát nước, một chung trà cũng có bóng trăng. Có nơi chỉ vì nước đục nên bóng trăng chẳng hiện, cũng như tâm chúng sanh nhiễm ô thì không thấy Phật vậy. Nếu được vãng sanh gặp Phật, nghe Pháp thì vĩnh viễn thoát luân hồi. Hỏi: khi niệm Phật có nhiều niệm khác xen vào thì phải làm sao? Đáp: các niệm ấy vốn không thật, nhưng cũng không lìa tự tánh. Trong tâm kinh nói năm uẩn đều không, nhưng rõ ràng đang tồn tại một cái chiếu kiến dai không. Cái đó chính là chủ nhân ông không tạp không loạn. Nếu nhất định cho rằng tạp niệm ngăn ngại niệm Phật, vậy ai tri tức nhận rõ tạp niệm ấy. Nếu đã tri niệm tức lìa niệm, lìa niệm tức Phật là giác. Phan duyên chắc chắn là không đúng rồi, nhưng chỉ diệt cũng là bệnh. Chỉ diệt tức chỉ và diệt là hai trong bốn bệnh tác, chỉ, nhậm, diệt khi cầu tánh viên giác. Mặc cho người khởi niệm của người, riêng ta cứ niệm Phật của ta. Lúc đầu thì nghiệp lực thắng Phật lực, nhưng lâu ngày Phật lực sẽ thắng nghiệp lực. Đến lúc thuần thục, mở miệng hay ngậm miệng cũng chỉ toàn là câu Phật hiệu, cho đến một tiếng sau cùng thì đột ngột dừng lại. Bấy giờ vạn niệm đều tiêu, các âm thanh đều bặt dứt. Có bao nhiêu mát mẻ thì thọ dụng bấy nhiêu, chỉ trong một sát na mà vật đổi sao dời. Do đó có thể nói, đời người từ lúc sanh ra, lớn lên cho đến lúc già chết mà không thể thọ dụng được một sát na mát mẻ an lạc này. Người sống trong cõi trần lao loạn động, chẳng biết đã đánh mất bao nhiêu là thiên chân, chôn vùi biết bao nhiêu là linh tánh, luống bỏ biết bao nhiêu là thời gian, để đến nỗi phải chịu sanh tử lưu chuyển vô cùng. Nghĩ đến đây, lòng thật lo sợ, thật kinh hoàng. Muốn ra khỏi sanh tử thì chỉ có con đường này: niệm Phật lớn tiếng, niệm thầm, sáng niệm, chiều niệm, niệm cho đến lúc muốn buông cũng không được. Tuy nhiên, những lời này của tôi gần như là lời luận về lìa tướng. Thuyết lìa tướng chính là luận một bước cao hơn về pháp niệm Phật. Nếu không thể lìa tướng thì trở thành chấp tướng. Nếu nhận chỗ ngoan không đen ngòm kia, ngoan không tức không mà chẳng có diệu hữu, rỗng không, vô tri vô giác. Chấp thiền định như cây khô bất động kia thì sai lầm lớn. Người niệm Phật không câu nệ ở việc ăn chay ăn mặn. Đây vốn là môn phương tiện mà Phật Bồ Tát vì khổ tâm cứu giúp chúng sanh mà lập bày. Nhưng người đời hiểu lầm câu nói này, vội cho người niệm Phật không cần ngăn giới sát. Nhưng họ chẳng biết tội nặng nhất trong ba nghiệp là sát sanh, đứng đầu trong năm giới. Nếu không ngăn cấm sát sanh thì nhất định nghiệp quả sẽ nối tiếp, chướng ngại cho việc vãng sanh. Viên Trung Lan, tức Viên Hoành Đạo, tác giả bộ Tây Phương Hợp Luận, nói rằng: chưa có việc hàng ngày vung đao bén mà được sanh vào cõi thanh thái.
các loài hàm linh nhỏ bé đều có Phật tánh. Do mê mờ tạo ác nên chúng trôi nổi trong các đường. Đức Thế Tôn dùng nguyện lực từ bi độ chúng vào vô dư niết bàn mà giải thoát. Như vậy, chư Phật thì cứu độ chúng, con người thì giết chết chúng. Đó là tâm gì? Người tin thờ Phật mà lại sát sanh thì thật là quá điên đảo trái nghịch. Có người cho rằng nếu vậy, để cúng tế, cung cấp thức ăn hàng ngày, đãi khách khứa thì phải làm sao? Tôi nghĩ rằng, như một người tôn phụng Phật đạo, nhất định cầu mong cho tổ tiên, quyến thuộc đồng sanh vào chính phẩm hoa sen, cùng trụ một nơi với các bậc thượng thiện. Vì vậy, nên cảm hóa thân quyến không sát sanh, như thế cũng là tự độ và độ người. Kinh Lăng Nghiêm ghi, giết thân mạng, ăn thịt của nó, nhất định phải chịu cảnh ăn thịt báo oán nhau, trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi, không bao giờ chấm dứt. Vì thế, loài súc sanh có vô số là do quả báo của nghiệp sát quá nhiều. Loài người cũng là một trong 12 loài chúng sanh. Nhưng sao ta thì yêu quý thân mạng mình, sợ khổ đau, muốn sanh cõi tịnh, còn vật lại phải bị trói buộc, chịu nhốt giam, cuối cùng lại đưa đến lò mổ. Lường tình xét lý, cảm thấy quá bất công. Người xưa có câu, trong miệng ngậm đầy mỡ thịt, đầu đau từng giọt máu rơi. Như vậy, làm sao nhẫn tâm ăn nuốt, làm sao nhẫn tâm hạ thủ? Xin các bạn đồng tâm chí, suy nghĩ kỹ những lời này. Lại nữa, không chỉ không sát sanh, mà còn phải phóng sanh, lại phát nguyện cứu độ tất cả các loài. Như vậy mới xứng đáng làm đệ tử Phật. Đến như thân mạng những loài bé nhỏ cũng phải quý tiếc, gia nhân ngu tối cũng nên bảo toàn. Nhất là những người có tâm lại phải tùy thời quan tâm chiếu cố. Am Bảo Tạng núi Linh Nham, Sa Môn Ngộ Khai soạn thuật. Đệ tử là tịnh đồng, từ nhiều kiếp lưu chuyển trong sanh tử, không biết bao giờ thoát khổ. Hôm nay được gặp pháp môn niệm Phật mới có hy vọng xa lìa. Kính mong người người đạo tâm dõng mãnh, tín nguyện vững bền, nhất định được sanh về an dưỡng. Lại cầu cha mẹ hiện đời cùng tất cả quyến thuộc đồng sanh cõi liên hoa, đồng chứng bồ đề. Khẩn thiết cầu xin Đức Phật từ bi thỏa mãn nguyện này. Tỳ kheo Thích Nguyên Chơn tổng hợp và việt dịch. Nào.